Bài tập tiếp theo, tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương A và B. Ví dụ cho A bằng 12 và B bằng 15, thì ước số chung lớn nhất là 3, là con số lớn nhất mà cả A và B đều chia hết cho nó. Và bội số chung nhỏ nhất là 60. Bội số chung nhỏ nhất là con số nhỏ nhất mà đều chia hết cho A và B. Thì giải thuật tìm ước số chung lớn nhất như thế này. Chúng ta xét nếu mà A bằng B thì chúng ta kết luận luôn ước số chung lớn nhất là A hoặc là B. Còn nếu A khác B thì chúng ta sẽ làm như sau. Nếu A lớn hơn B thì mình sẽ ghép A bằng A trừ B. Còn ngược lại là B lớn hơn A thì B ghép B bằng B trừ A. Sau đó quay trở lên lại kiểm tra. Kiểm tra lại A, B và nó có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì kết luận. Không thì thực hiện lại bước bước tính như thế này. Thì tại sao giải thuật tìm ước số chung lớn nhất là như thế này nhỉ? Thì chúng ta thấy trường hợp A bằng B thì khỏi bàn rồi, ước số chung lớn nhất sẽ là A hoặc là B. Tại vì A bằng B thì con số ước số chung lớn nhất bằng bằng A hoặc B, nó sẽ đều chia hết cho A và B. Và đó A đều đều được chia hết bởi A và B chứ. Còn trường hợp A khác B thì chúng ta thấy nhận thấy rất là dễ là nếu mà A và B cùng chia cho một con số số U chẳng hạn, thì cái hiệu của nó, hiệu của hai số A trừ B hoặc là B trừ A mình đặt là con số C, tất nhiên nó cũng chia cho U đúng không? Đây là mình dựa vào tính chất phân phối và tính chất kết hợp của phép trừ thì sẽ nhận ra được ngay. Sau khi đã tính được C rồi thì chúng ta sẽ có một cái bài toán mới, đó là tìm, tại vì tìm ước số chung lớn nhất giữa A và B thì chúng ta đi tìm ước số chung lớn nhất của C và cái số nhỏ hơn trong hai số A và B. Chúng ta rút gọn cái bài toán dần dần cho hai con số A và B nó nhỏ dần và cho đến khi nào nó bằng nhau thì chúng ta sẽ kết luận luôn ước số chung lớn nhất là A hoặc là B. Còn tìm tìm bội số chung nhỏ nhất, sau khi tìm được ước số chung lớn nhất rồi, chúng ta có thể tìm bội số chung nhỏ nhất bằng cách là lấy A nhân cho B và chia cho ước số chung lớn nhất thì chúng ta sẽ được bội số chung nhỏ nhất. Bây giờ mình đi cài đặt chương trình. AB ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất. Mình khai báo thêm cái biến A1 và B1 nữa. Mình sẽ yêu cầu nhập vào AB. Trong D phải và A tương tự cho bên B. Bây giờ chúng ta sẽ cho A1 bằng B bằng A B 1 bằng B. Tại vì mình muốn giữ giá trị của hai cái biến AB, giữ nguyên giá trị ban đầu của nó lúc người ta nhập vào để mình còn tính bội số chung nhỏ nhất. Cho nên mình sẽ tính ước chung lớn nhất của hai con số A1 B1. Thay vì tính của AB mình sẽ tính của A1 và B1. Thì nó cùng giá trị thôi chứ không có gì hết. Y A1 mà khác. À mà bằng A khác
Nếu mà A1 ghép B1 thì sẽ thực hiện một cái vòng lặp là xét nếu mà A1 mà lớn hơn B1 thì A1 sẽ bằng trừ bằng B1. Nó tương đương với lệnh là A1 bằng A1 trừ B1. Ngược lại chắc chắn B1 nó sẽ lớn hơn A1, cho nên B1 sẽ bằng trừ bằng A1. Thì sau khi thoát khỏi vòng lặp while này thì chắc chắn A1 nó sẽ bằng B1 này. Cho nên ước số chung lớn nhất của mình sẽ là A1. A1 hoặc B1 đều được hết. Bây giờ tính bội số chung nhỏ nhất sẽ bằng A nhân cho B và chia cho ước số chung lớn nhất. Ở đây mình chia lấy phần nguyên cũng trên, không cần phải SQL rồi. Các bạn thấy trong cái tính bội số chung nhỏ nhất này, mình có sử dụng là AB. Trong khi đó nếu mà mình thực hiện cái vòng lặp này thì giá trị của A và B, nếu mà ban đầu mình không gán A1, không tạo thêm biến A1 với B1, mình đưa AB vô trực tiếp tính luôn thì giá trị của A và B nó bị thay đổi. Cho nên xuống đây mình tính công thức này nó sẽ bị sai. Cho nên ban đầu mình tạo ra hai cái biến tạm nữa để mình gán giá trị của AB vào hai biến đó, sau đó mình thực hiện tìm ước số chung lớn nhất trên hai biến A1 và B1 và mình giữ lại giá trị nhập ban đầu của AB. Bây giờ mình chạy chương trình. Ví dụ nhập A bằng 12, B bằng 15. Quên mất cái lệnh print in kết quả ra rồi. Ước số chung lớn nhất bằng 100D, bội số chung nhỏ nhất bằng 100D, shift n xuống dòng phải ước số chung lớn nhất bội số chung nhỏ nhất chẳng phải chạy lại. A bằng 12, B bằng 15. Các bạn thấy nó tính ra đúng chưa? Ước số chung lớn nhất là bằng 3 và bội số chung nhỏ nhất là bằng 15. Tương tự như vậy, các bạn nhập thử một vài giá trị vào để cho chương trình nó tính thử. Thì cái ước số chung lớn nhất thường được sử dụng để rút gọn phân số. Ví dụ các bạn có cái phân số có tử số là 12, mẫu số là 15, thì các bạn có thể chia tử và mẫu cho ước số chung lớn nhất, lúc đó phân số của mình sẽ được rút gọn. Ví dụ ở đây 12 phần 15 thì sẽ được rút gọn thành 4 phần 5. Còn cái bội số chung nhỏ nhất là dùng để quy đồng mẫu số. Là hai cái mẫu số của hai phân số bằng nhau rồi mới cộng phân số chẳng hạn như vậy. Thì bài toán này là bài toán tiểu học. Rồi, thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.